Bài này chúng ta sẽ học về lệnh if nhé. If là nếu, đúng không? Nếu điều kiện này, nếu điều kiện xảy ra thì ta sẽ làm việc cái này, bằng không ta sẽ làm việc khác. Tức là để mà quyết định xem làm việc nào. Thì để mà minh họa cho cái bài if này thì tôi sẽ dùng cái biến, vài biến. Và n1 là cái một cái số thứ nhất và ta cho nó bằng 20. Và n2 bằng 30. Và ta đừng quên dấu chấm phẩy ở đây nhé. Và bây giờ ta dùng lệnh if. If gì? If thì chúng ta sẽ dùng như thế này. Đóng mở ngoặc tròn vào nhé. If n1 mà nhỏ hơn n2 thì chúng ta xuống đây và đóng thì gì? Thì làm sao? Thì ta do something ở đây có nghĩa là làm một việc gì đó, chẳng hạn cho alert, đúng không? Alert là do something here. Do something. Ok. Do something. Thế thôi. Alert như thế này thôi chẳng hạn nhá. Nếu mà còn nếu cái điều kiện này mà không xảy ra thì mình không làm gì hết, gọi là do nothing nhá. Chúng ta chỉ như thế này thôi và chúng ta có thể lưu vào và chạy thử nhé. Và chúng ta sẽ thấy gì nhỉ? Chúng ta thử đoán xem chúng ta sẽ gì. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy là do something thì mới đúng chứ. Đúng không? Do something bởi vì quả thật là n1 bằng 20 nhỏ hơn 30 mà. Đúng không? Ok. Và bây giờ ta sửa lại. n1 chẳng hạn bằng 40 chẳng hạn. Và khi ta refresh thì tất nhiên là sẽ không có điều gì xảy ra bởi vì chúng ta do nothing, đúng không? Bởi vì không do cái something này mà là cái điều kiện này chỉ khi n1, n2 xảy ra thì ta mới do something ở đây thôi. Còn nếu không thì ta do nothing, có nghĩa là ta không làm gì cả và màn hình của chúng ta không có gì cả. Như thế là chúng ta đã học về cái lệnh if, phải không? If. Và đây là cái biểu thức logic. Khi biểu thức logic này nó đúng thì chúng ta sẽ thực hiện một cái hành động nào đó. Và cái bài này chúng ta mới nghiên cứu một phần của lệnh if, một phần đơn giản nhất. Và trong những bài tới, trong bài tới ta có thể nghiên cứu tiếp về lệnh if. So thank you for watching and see you next time.